Tại thao trường Alabino, Liên bang Nga, trước thềm khai mạc Army Games 2021, 21 thành viên của đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia buổi lễ xác định quyết tâm thi đua trong cuộc thi sắp tới. Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu, Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games 2021. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Thái cho rằng kết quả huấn luyện tốt của các đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển xe tăng trong giai đoạn chuẩn bị cho Army Games 2021 là tiền đề để chúng ta có thể tin tưởng vào những thành quả tốt đẹp trong tương lai. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Thái, đội tuyển xe tăng là một trong những đội tuyển được tiếp cận sớm với thao trường tại Liên bang Nga. Bên cạnh đó, xe tăng hành tiến cũng là một nội dung thi rất kịch tính và hấp dẫn. Chỉ còn ít thời gian nữa là Army Games 2021 sẽ chính thức khai mạc. Thiếu tướng Phạm Văn Thái chúc các thành viên đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao với mục tiêu mang vinh quang về cho Tổ quốc và quân đội. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết Giáp, đội trưởng đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games 2021 đã đọc lá thư động viên của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết Giáp gửi tới các cán bộ chiến sĩ của đội tuyển. Trong thư, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết Giáp đã gợi lại hình ảnh về chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, một hình ảnh đầy tự hào của quân và dân ta trong đại thắng mùa xuân năm 1975. Tiếp nối truyền thống đó, đội tuyển xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dương cao lá cờ Tổ quốc khi giành huy chương vàng tại Army Games 2020. Bước vào Army Games 2021, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp mong rằng các thành viên trong đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán kịp thời và giành kết quả cao. Cũng tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Mạnh Từ, Phó trưởng phòng quân huấn binh chủng Tăng Thiết Giáp, Phó đội trưởng đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đọc quyết tâm thư của đội tuyển trong hội thao 2021. Nội dung quyết tâm thư khẳng định tất cả các thành viên trong đội tuyển xe tăng đều nhận thức sâu sắc tham gia Army Games lần này là niềm vinh dự tự hào mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Để thực hiện kỳ vọng lớn lao đó, đội tuyển quyết tâm nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn, giành kết quả cao tại hội thao. Trong thư, các thành viên đội tuyển mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cấp, sự cổ vũ đồng hành của toàn quân, toàn dân để vững vàng, tự tin, tiếp bước truyền thống đã ra quân là đánh thắng của Bộ đội Tăng Thiết Giáp, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Kết thúc buổi lễ, 21 thành viên của đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lần lượt đặt bút ký tên vào quyết tâm thư và lá cờ Việt Nam như lời khẳng định về quyết tâm thi đấu hết mình trong kỳ hội thao lần này.